Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đến với chương trình Thời sự ngày 20 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Chương trình nghệ thuật với chủ đề Bản hùng ca bất diệt. Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15 thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. giữ gìn phát huy văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Thái. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối qua ngày 19 tháng 7, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 tại hai điểm cầu Nghĩa Trang – Hàng Dương, huyện Con Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Nghĩa Trang Liệt sĩ A1, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chủ trì phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Bản hùng ca bất diệt. Dự chương trình tại điểm cầu Côn Đảo có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, các đồng chí Bí thư Trung Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Bùi Thị Minh Hoài, trưởng ban dân vận Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước cùng 80 triệu tù chính trị Côn Đảo từ 25 tỉnh thành trên cả nước. Các đại biểu đã thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo và nghĩa trang liệt sĩ A1, thành phố Điện Biên Phủ. Với chủ đề Bản hùng ca bất diệt, chương trình nghệ thuật phát huy truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam. Thông qua sự kiện này nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, thể hiện lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ đạo lý uống nước nhớ nguồn, biết ơn những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Sáng nay, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La, có lãnh đạo Sở Tư pháp, các cơ quan tư pháp của tỉnh. Sau tháng đầu năm, toàn ngành tư pháp thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đã đề ra. Các bộ ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 186 văn bản quy phạm pháp luật. Các địa phương ban hành hơn 1.500 văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh, hơn 1.100 văn bản quy phạm cấp huyện, 57 văn bản quy phạm cấp xã. Cả nước đã tiếp nhận trên 53.000 vụ việc hòa giải, trong đó tỷ lệ hòa giải thành công đạt 79% đã thi hành xong hơn 380.000 vụ án dân sự với số tiền trên 70.200 tỷ đồng. Các địa phương cả nước chứng thực gần 37 triệu bản sao giấy tờ các loại trên 3,1 triệu chữ ký và hợp đồng giao dịch. Các bộ ngành địa phương tổ chức gần 210.000 cuộc tuyên truyền pháp luật cho hơn 18 triệu lượt người, tổ chức hơn 3.300 cuộc thi với sự tham gia của hơn 3 triệu lượt người, phát miễn phí hơn 18 triệu tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Sau tháng cuối năm ngành tư pháp trong cả nước tiếp tục cụ thể hóa những định hướng chủ trương của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến lĩnh vực công tác của bộ ngành tư pháp, tập trung xây dựng, đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án luật, tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước, nuôi con nuôi, làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong toàn ngành. Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15 sáng nay các đại biểu thảo luận và thông qua các dự thảo nghị quyết dự kỳ họp có đồng chí lò minh hùng phó bí thư thường trực tỉnh ủy đồng chí hoàng quốc khánh phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy đại biểu quốc hội tỉnh thường trực hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh đồng chí nguyễn thái hưng ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đồng chí trá của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ tọa kỳ họp. Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết về đầu tư công, gồm dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách địa phương đợt 8. Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, nguồn vốn ngân sách địa phương về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án bổ sung thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 và 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Thông qua hai nghị quyết về quy hoạch gồm đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Mai Sơn về việc điều chỉnh một số nội dung tại các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường địa bàn tỉnh Sơn La. Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết về quản lý sử dụng đất rừng, danh mục bổ sung công trình dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư năm 2023 trên địa bàn tỉnh, danh mục bổ sung cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư năm 2023 trên địa bàn tỉnh, danh mục điều chỉnh bổ sung diện tích điều chỉnh thời gian thực hiện của dự án cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại các nghị quyết bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất đối với các vị trí tuyến đường được điều chỉnh bổ sung tại nghị quyết số 190 ngày 2 tháng 6 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thông qua chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng của Bộ Công an tại Vân Hồ, Sơn La, giai đoạn 1 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường từ quốc lộ 6 qua tiểu khu vườn đào, thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu đến bản Thuông Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Thông qua nghị quyết về chế độ chính sách, về chính sách hỗ trợ giáo viên tiểu học dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh là người dân tộc thiểu số thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La. Việc sát nhập và đặt tên bản, thôn, xóm, tiểu khu và tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023 cùng một số nghị quyết chuyên đề khác. Sáng ngày 20 tháng 7, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến tham gia ý kiến vào dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đồng chí Phan Thăng An, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan liên quan. Dự thảo quy định thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Quy định về phạm vi, đối tượng, nguyên tắc thẩm quyền, trách nhiệm tạm đình chỉ công tác của người đứng đầu đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Quy định này áp dụng đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị, cán bộ công chức viên chức, người làm việc trong hệ thống chính trị. Quy định dựa trên nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, pháp luật nhà nước. Tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới phải đảm bảo ngăn chặn kịp thời tác động tiêu cực, gây cản trở việc xem xét, xử lý vi phạm đối với cán bộ và bảo đảm giữ gìn uy tín, đoàn kết nội bộ, không ảnh hưởng đến thực hiện chức năng nhiệm vụ cơ quan đơn vị. Tham gia góp ý vào dự thảo, các đại biểu đều thống nhất cho rằng dự thảo văn bản đã được tổ biên tập chuẩn bị công phu, nghiêm túc, kỹ lưỡng, tổng hợp tiếp thu nhiều góp ý đề xuất của các địa phương đồng thời các đại biểu góp ý về phạm vi đối tượng thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác, thời hạn, quy trình, hồ sơ tạm đình chỉ công tác và việc tổ chức thực hiện nêu trong quy định. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Thăng An đánh giá cao những ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn của các đại biểu ở các điểm cầu các tỉnh thành phố đồng chí đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu bằng kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm của mình, tiếp tục đóng góp để hoàn thiện dự thảo văn bản của Ban Tổ chức Trung ương, đề nghị tổ biên tập tổng hợp tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị, từ đó bổ sung hoàn thiện các dự thảo văn bản để trình bộ chính trị theo tiến độ đề ra. Sáng nay, ngày 20 tháng 7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã khai mạc tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 cho các đồng chí là lãnh đạo ban, phòng chuyên môn, ban tổ chức tỉnh ủy, lãnh đạo chuyên viên ban tổ chức, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy. Đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, dự và phát biểu khai mạc tập huấn. Phát biểu khai mạc tập huấn, đồng chí Lê Hồng Long nhấn mạnh: Đến nay, hệ thống các văn bản của Trung ương của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng đã được ban hành khá đầy đủ, tuy nhiên trong quá trình tổ chức thực hiện, thông qua công tác kiểm tra giám sát vẫn còn một số khó khăn vướng mắc những cách hiểu văn bản quy định hướng dẫn của trung ương của tỉnh vẫn chưa thống nhất, thậm chí hiểu và thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ. Vì vậy, việc tổ chức hội nghị tập huấn nhằm hệ thống lại một số nội dung trao đổi giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng. Qua đó, giúp cán bộ công chức tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ tỉnh củng cố, nắm chắc thống nhất trong nhận thức và thực hiện, đồng thời trao đổi tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các quy định hướng dẫn liên quan đến chuyên môn. Trong thời gian 2 ngày 65 học viên sẽ được các báo cáo viên là trưởng phó các phòng chuyên môn của ban tổ chức tỉnh ủy hệ thống các nội dung trọng tâm mới của ban tổ chức trung ương của tỉnh liên quan đến công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ, công tác tổ chức đảng và đảng viên, trao đổi giải đáp các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và thực hiện các văn bản của trung ương của tỉnh về lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng đảng. Ban chỉ đạo phát triển đô thị huyện Mộc Châu đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm, huyện Mộc Châu đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển đô thị, trong đó chú trọng công tác quản lý quy hoạch đất đai, khoáng sản trên địa bàn. Huyện đã hoàn thành công tác chọn nhà thầu, lấy ý kiến các sở ngành, nhân dân lập quy hoạch chung và phân khu đô thị Mộc Châu đến năm 2040. Công tác chỉnh trang đô thị cũng được đặc biệt quan tâm diện mạo đô thị từng bước được cải thiện. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ. Đến nay đã giải phóng mặt bằng được trên 18 ha, bằng trên 44% so với tổng diện tích dự kiến phải thu hồi. Thực hiện chi trả bồi thường hỗ trợ được trên 25 tỷ đồng. Công tác quản lý trật tự xây dựng được tăng cường, trong đó tiếp nhận thẩm định cấp 120 giấy phép xây dựng, ban hành 17 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng, tăng 7 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023 trong đó đã vận động được 12 trường hợp tự tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng và tổ chức cưỡng chế buộc phải khắc phục hậu quả đối với hai trường hợp. Triển khai đề án 13 năm của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển hóa xây dựng xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma túy. Giai đoạn 2023-2025, huyện Thuận Châu đã thành lập 5 tổ giúp việc, ban chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cấp ủy và chính quyền các cấp, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trên địa bàn. Tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm đã báo cáo trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ 141 vụ, 184 đối tượng phạm tội về ma túy, khởi tố 136 vụ, 169 bị can, kết thúc điều tra, chuyển viện Cảnh sát nhân dân đề nghị truy tố 92 vụ, 114 bị can. Tòa án nhân dân huyện thụ lý 78 vụ, 91 bị cáo đã xét xử 63 vụ, 75 bị cáo. Tính đến thời điểm giữa tháng 6 năm 2023, trên địa bàn huyện quản lý 447 người nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy 195 người. 6 tháng cuối năm, lực lượng chức năng huyện Thuận Châu tăng cường bám nắm cơ sở, đẩy mạnh công tác đấu tranh và triệt xóa các đường dây tổ chức điểm tụ điểm đối tượng phạm tội về ma túy, ngăn chặn việc thẩm lậu ma túy từ bên ngoài vào địa bàn, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy huyện Thuận Châu giai đoạn 2022-2025. Tại xã Trường Ban, huyện Mai Sơn, công ty trách nhiệm hữu hạn xã hội liên minh cà phê Phụ nữ quốc tế Việt Nam đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mai Sơn, Hội Cà phê Sơn La tổ chức lớp tập huấn trao quyền và phát triển kỹ năng an toàn vệ sinh lao động trong môi trường làm việc cho nữ nông dân trồng cà phê của xã Trường Ban. Tham gia lớp tập huấn có 10 học viên là chi hội trưởng chi hội phụ nữ các bản của xã Trường Ban, được chia sẻ hướng dẫn những kiến thức kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết để đảm bảo an toàn lao động tại các nông hộ và tại trang trại cà phê trong suốt quá trình sản xuất và cho ra thành phẩm hạt cà phê các học viên được tìm hiểu về luật lao động học cách nhận diện và ngăn chặn các nguy hiểm tiềm ẩn trong môi trường làm việc các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới stress và cả những lưu ý quan trọng nhằm đảm bảo an toàn tại nơi làm việc thông qua những hoạt động học tập và kết hợp giữa lý thuyết và thực tế Ngoài lý thuyết, các học viên được các chuyên gia hướng dẫn cách thu hoạch, vận chuyển và lưu trữ sản phẩm, cách sử dụng các trang bị bảo hộ và dụng cụ lao động, sử dụng an toàn máy móc, xe nông nghiệp và thiết bị điện, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đảm bảo môi trường lao động, kiểm soát hóa chất độc hại. Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 18 đến 20 tháng 7. Ngay sau kết thúc lớp tập huấn dành cho tri hội trưởng, tri hội phụ nữ bản của xã Trường Ban, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 7, mỗi nhóm trưởng phụ trách 10 người và 10 bản của xã Trường Ban sẽ tiếp tục tổ chức hướng dẫn, đào tạo, nhân rộng cho các chị em hội viên của bản mình. Chương trình tập huấn nằm trong khuôn khổ dự án nâng cao năng lực và phát triển kỹ năng cho nữ trồng cà phê và nữ barista về an toàn nơi làm việc. Do công ty trách nhiệm hữu hạn xã hội Liên minh Cà phê Phụ nữ Quốc tế Việt Nam là thành viên của Liên minh Cà phê Phụ nữ Quốc tế hỗ trợ, Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp phụ nữ dân tộc thiểu số xã Trường Ban nâng cao sinh kế, đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, nhất là trong việc sản xuất cà phê. Tại bản Bãi Vàng, xã Đá Đỏ, huyện Phú Yên, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với các đơn vị thiện nguyện tổ chức lễ khánh thành Trường Đẹp Cho Em. Công trình Trường Đẹp Cho Em tại điểm trường bản Bãi Vàng, trường tiểu học và trung học cơ sở Đá Đỏ, huyện Phú Yên thuộc dự án Hạnh phúc cho em của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La phát động kêu gọi tài trợ. Sau hơn 2 tháng thi công, công trình gồm 2 phòng học, mỗi phòng rộng 55 m2 với tổng kinh phí 350 triệu đồng do nhóm thiện nguyện Ngọc Bích và một gia đình tại thành phố Hải Phòng tài trợ. Đến nay, công trình đã kịp thời hoàn thành và đưa vào sử dụng trong thời điểm năm học mới sắp bắt đầu. Công trình được bàn giao đưa vào sử dụng sẽ góp phần cải thiện điều kiện giáo dục và học tập của các học sinh tại địa phương. Nhân dịp này, đoàn thiện nguyện đã trao tặng phần quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, tổng trị giá 10 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, gần 2 năm qua, những thành viên câu lạc bộ liên thế hệ nhóm phát triển tài năng văn hóa dân tộc Thái, xã Trường Đông, huyện Yên Châu đã tích cực khôi phục, gìn giữ tiếng nói, chữ viết và những nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Câu lạc bộ liên thế hệ nhóm phát triển tài năng văn hóa dân tộc Thái ở xã Trường Đông, huyện Yên Châu có 30 thành viên, sinh hoạt định kỳ vào ngày 15 hàng tháng từ khi thành lập đến nay, các thành viên câu lạc bộ đã tích cực vận động tuyên truyền nhân dân giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời phối hợp với nhóm bảo tồn văn hóa dân tộc Thái Yên Châu tổ chức 10 lớp dạy chữ Thái, truyền dạy kỹ thuật theo khăn piêu, hát Thái, khen bè, thu hút bà con trong xã tham gia. Chúng tôi là người Thái, người dân tộc Thái đen cho nên là về cái hát Thái của dân tộc mình là chúng tôi muốn à giữ gìn và truyền lại cho thế hệ sau nên là tôi đã dạy cho các con các cháu được được 10 cháu học hát và 10 chị em trong câu lạc bộ hát Thái dạy hát Thái, nhất là hát thái cổ. Lớp học chữ Thái ở bản Luông Mé do câu lạc bộ Liên thế hệ nhóm phát triển tài năng văn hóa dân tộc Thái xã Trường Đông được tổ chức và dạy bởi những người am hiểu và có nhiều kinh nghiệm dạy chữ Thái. Lớp học có gần 40 học viên là người dân ở các bản Luông Mé và Na Bản, học vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần. Học viên sẽ được học viết chữ và tập đọc ghép phần, hiểu nghĩa từ câu và viết các câu về thơ. À, mặc dù tiếng Thái rất là khó nhưng con đã cố gắng hết sức và con đã học thuộc được uh, những, uh, những, tiếng tiếng và các chữ cái trong tiếng Thái. Vì ở đâu cũng có liên thế hệ, già có trẻ có. Đặc biệt ở cái lớp này là có cháu 9 tuổi như thế là trẻ nhất. Thế còn già thì có lẽ cũng phải tầm 60 có rồi, trên 60 cũng có. Vì là họ có những người biết rồi nhưng mà lâu bỏ đi bây giờ đến ôn lại thêm. Cái đấy cái cái như thế là lo sự nhiệt tình và có ý thức trách nhiệm với dân tộc. Với những hoạt động thiết thực, câu lạc bộ liên thế hệ nhóm phát triển tài năng văn hóa dân tộc Thái xã Trường Đông đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Thái. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Tin cảnh báo mưa rông trên phạm vi tỉnh Sơn La. Qua theo dõi trên ảnh radar thời tiết xác định được vùng mây đối lưu đang phát triển, gây mưa rào và rông cho huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Phú Yên, Bắc Yên, Yên Châu, Mai Sơn, Mường La và thành phố Sơn La. Cảnh báo trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển gây mưa rào và rông cho huyện kể trên, sau đó lan sang các huyện Sốp Cộp, Sông Mã, Thuận Châu và Quỳnh Nhai. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét, mưa đá, gió mạnh cấp 1.